Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Yaris Cross, ngoại thất màu đỏ cam, và cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại, thời điểm tháng 4 năm 2024. Thì đầu tiên thì em sẽ đi một vòng xung quanh ngoại thất của xe, chiếc xe màu đỏ cam này, và cũng cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Yaris thời điểm hiện tại. Thì Yaris Cross có hai phiên bản, là phiên bản máy xăng ở trước mắt chúng ta đây và phiên bản xăng lái điện, và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, và giá lần lượt các phiên bản như sau. Đối với phiên bản máy xăng thì có giá niêm yết là 650 triệu và màu trắng ngọc trai thì cộng thêm 8 triệu là 658, còn màu đỏ cam nóc đen và tất cả các màu nóc đen khác thì cộng thêm 12 triệu giá niêm yết giúp em. Và hiện tại thì em đang giảm cho chiếc xe này là 13 triệu tiền mặt, thì tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng là 707 triệu. Trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền khoảng là 205 triệu. Còn phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết là 765 và hiện tại thì em đang giảm là 17 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị nó sẽ rơi vào khoảng là 830 triệu. Vừa rồi thì em đã đi một vòng xung quanh ngoại thất của xe, chiếc xe màu đỏ cam rất là đẹp này, đặc biệt dưới ánh nắng này thì cái màu này nó lại càng rực rỡ. Và cập nhật cho anh chị về cái giá bán của thời điểm 2022 tháng 4 2024. Và giá thì bọn em có thể linh động cũng như theo thời điểm và theo từng trường hợp khách hàng. Thì nếu mà muốn anh chị muốn báo giá cụ thể từng hạng mục thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá nó ở thời điểm hiện tại và cái giá chính sách tốt nhất cho anh chị. Và vừa rồi thì em đã đi xung quanh xe để cho anh chị xem sơ bộ về xe. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị về cụ thể hơn về nội ngoại thất chiếc xe này. Thì ở phần ngoại thất thì anh chị sẽ thấy có ở ngay dưới logo ở đây sẽ là một cái mắt cam trong hệ thống Kama 60 và la răng và mặt ca lăng thì theo phong cách của Toyota thời điểm hiện tại là khá là vuông vắn. Từ cái kích thước xe rất là nhỏ thôi, nó chỉ rơi vào khoảng 4m3. Tuy nhiên là cái hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai ở trong xe và kể cả cốp xe thì rất là rộng rãi. Và ở phần đèn thì đèn sẽ được sử dụng là cái hệ thống LED projector, có nghĩa là đèn bóng chiếu đấy, có cái hay còn gọi là bi LED đấy. Thì có hai quả bi ở trong này thì sẽ cái cường độ làm sáng của ánh sáng của xe này rất là tốt. Và ngoài ra thì xe được trang bị là hai cảm biến trước cũng cộng với cả đèn sương mù dạng LED luôn. La răng này dạng phay xước, có kích thước cũng như sau. Kích thước sẽ là 215x55R18, có nghĩa là răng 18 inch. Còn ở phần thân xe ở gương này thì sẽ có là gương có chức năng cảnh báo điểm mù trên gương này, cảnh báo phương tiện cắt ngang về sau khi lùi. Ngoài ra thì có xi nhan tích hợp, có mắt camera 60 cũng như là cục mở gương chỉnh điện hết. Và tay nắm cửa thì có cảm biến để anh chị chỉ cần đeo chìa khóa trên người, chạm vào cánh cửa thì cánh cửa sẽ mở ra. Về cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của xe, chiếc xe bản máy xăng này chỉ có 5,95 lít trên 6 lít trên 100 cây. Một chiếc xe cũng cực kỳ tiết kiệm bởi vì là xe đã sử dụng cái động cơ là 1.5 kết hợp với cả hộp số DCVT, có nghĩa là hộp số vô cấp kép, thì vừa cho ra cái vận hành mượt mà này, tiết kiệm nhiên liệu, còn rất là bảo hành bảo dưỡng thì rất đơn giản. Ở phía đuôi xe thì cũng sử dụng cụm đèn là full LED, có kết hợp là hai cảm biến phía sau. Rất tiếc là phiên bản máy xăng này thì sẽ không có cốp điện với đá cốp như ở phiên bản hybrid. Ngoài ra thì có một điểm nữa, nó sẽ không được bằng phiên bản hybrid là cái cửa kính trời toàn cảnh. Ở phiên bản cửa kính trời toàn ở trên bản hybrid thì sẽ có cửa kính trời toàn cảnh. Thì để giới thiệu cho anh chị về nội thất thì em có chuẩn bị sẵn một chiếc xe ở bên này. Chiếc này thì bên em vừa đi đăng ký xong. Đây chị thấy đây là cảnh báo điểm mù trên gương ạ. Cái nút cảm biến này, em chạm vào cái là cửa khóa lại. Chạm vào cái là cửa lại mở ra. Anh chị thấy đây là cái nội thất của xe. Xe thì được trang bị là ghế bọc da, rồi các cái đường chỉ trang trí bên trong thì rất là đẹp. Và rất nhiều nút bấm nữa. Để em sẽ vào bên trong để máy lên cho anh chị xem nhé. Đặc biệt là cái màn hình của xe. Xe của Toyota bây giờ nói chung mà xe Yaris nói riêng là biểu tượng của sự thay đổi, sự cải tiến mới, lắng nghe khách hàng. Thì bây giờ đã sử dụng rất là nhiều các cái rất nhiều cái tính năng option để em tắt cái tiếng đi đã.
và có rất nhiều nút bấm. Đây em sẽ giới thiệu cho anh chị về các chức năng có trên xe, như là đây là các chức năng cơ bản rồi. Thì lên xuống kính này, cụp mở gương tự động, đây sẽ có là đèn trong tính năng Total Safety Sense, có chức năng là đèn pha tự động, có nghĩa là khi phát hiện ra xe phía trước và hoặc là cái điều kiện sáng đủ rồi thì xe sẽ không cần bật đèn, sẽ tự động hạ đèn pha cho mình. Còn khi nào mà điều kiện sáng bị thiếu thì sẽ tự động bật đèn pha. Bên đây sẽ là chống trơn trượt này, đây sẽ là cảnh báo tiền va chạm, có thể là hỗ trợ thêm cả phanh cho anh chị nữa. Còn phía bên dưới này sẽ là cảm biến áp suất lốp, có báo luôn cả chi tiết từng bánh. Còn bên dưới này là chỉnh độ cao thấp của đèn. Còn ở trên vô lăng thì sẽ có các chức năng như là đèn tự động này, gạt mưa, lẫy chuyển số sau vô lăng và các nút bấm để điều chỉnh màn hình đa thông tin ở trong này, và nút bật cam 360 ở đây. Bên này thì là giữ làn đường này, giữ làn đường, cảnh báo lệch làn. Còn đây là chuyển các chế độ âm thanh, và bên này sẽ là các cái núm để điều chỉnh trong cái bộ chức năng là giữ ga tự động cho anh chị. Bên này thì là chuyển chế độ lái này và qua bài về các chức năng nút ở trên vô lăng. Còn phía bên dưới màn hình thì sẽ có điều chỉnh cụm điều hòa, và điều hòa của mình sẽ là điều hòa auto anh chị ạ, điều hòa auto luôn. Bên dưới này nữa thì có gì ạ, có nút đề nổ này, có cổng sạc rất đa dạng cho anh chị. Và bên dưới này nữa rất là nhiều công nghệ, là trong này sẽ là cái sạc không dây của điện thoại. Còn phía bên dưới nữa thì sẽ là auto hold và phanh tay điện tử. Anh chị vào chiếc xe này thì ngập tràn công nghệ rồi. Còn phía bên hàng ghế thứ hai thì đặc biệt như em cũng vừa giới thiệu, thì hàng ghế thứ hai là cực kỳ rộng rãi anh chị ạ, cực kỳ rộng rãi luôn. Mà trần thì sẽ được là chi tiết là trần sẽ là màu đen. Ngồi trong xe thì cảm giác như một chiếc xe thể thao vậy. Vô lăng này thì là bọn em đã bọc thêm cho khách hàng để chuẩn bị giao xe. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là các cái option của xe. Thì em sẽ xuống hàng ghế thứ hai và mở cốp xe lên cho anh chị xem nhé. Đây là cái hàng ghế thứ hai của xe. Ghế thứ hai của xe thì rất là rộng rãi anh chị ạ. Chỗ để chân này, cửa gió cho hàng ghế thứ hai này, rồi chỗ để hốc để cốc này, và rất nhiều ô thoáng cho hàng ghế thứ hai. Đây là cốp của xe. Cốp của xe thì cũng rất là rộng anh chị ạ, rất là rộng. Và có cả ngăn khay mùi ở đây. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Yaris Cross phiên bản 1.5 máy xăng. Anh chị nào cần em tư vấn thêm các vấn đề khác, các cái xe dòng xe khác của Toyota thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.